Ngày 22 tháng 11 năm 2018, bác sĩ Trần Văn Khoa, khoa phỏng và phẫu thuật tạo hình bệnh viện chợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đang điều trị cho tài xế xe bồn chở xăng trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Phước, làm ít nhất 6 người chết. Theo đó, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày trong tình trạng còn tỉnh táo, diện tích phỏng khoảng 37% ở các vùng mặt, cổ, lưng và tứ chi ở mức độ nông. Bệnh nhân đang được các y bác sĩ tích cực điều trị. Như tin truyền hình thanh niên đã đưa, sáng ngày 22 tháng 11 năm 2018, sau khi tông vào đuôi xe ba gác, xe bồn chở xăng mất lái tông vào trụ điện, bốc cháy. Đám cháy đã lan vào 18 nhà dân và kiosk khiến ít nhất 6 người chết.